Thưa quý vị, vụ việc nhóm phụ nữ giết người rồi bỏ xác vào thùng nhựa đổ bê tông phi tang ở Bình Dương tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Bởi lẽ đến thời điểm này, nhiều nút thắt, nhiều điểm nghi vấn về động cơ gây án và hành tung của nhóm tu luyện cùng tín vẫn chưa được làm rõ. Để có thêm chứng cứ, ngày hôm nay 22 tháng 5, Công an xã Bình Châu và huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xác minh thông tin lời khai của nhóm người giết người phi tang trong bê tông. cụ thể đại diện một resort ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận từng cho nhóm người này thuê phòng trong một thời gian dài. Khách đến lưu trú là Lê Ngọc Phương Thảo, một trong bốn nghi can gây ra vụ án mạng kinh hoàng. Đáng chú ý trong thời gian lưu trú tại đây, nhóm người của bà Thảo yêu cầu không dọn dẹp phòng mà để họ tự dọn cũng như chỉ thay vào đệm cũng như để ở ngoài cửa. Công an xác định các nghi phạm hầu như là người có điều kiện khá giả, có học thức học vị tương đối cao, thậm chí một trong bốn nghi phạm là Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, từng là giảng viên của trường đại học đóng tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng chính Huyên được xem là người đóng vai trò như một mắt thích quan trọng trong quá trình tu luyện của nhóm do Hà làm thủ lĩnh. Sau khi chuyển nhiều nơi tu luyện nhưng không hiệu quả, bà Hoa đã bán căn nhà với giá hơn 2 tỷ đồng để làm kinh phí trong quá trình hoạt động. Sau đó cả nhóm chuyển qua nhà của Huyên, là một căn hộ chung cư ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên do vẫn chưa đạt được cảnh giới cao nhất nên cả nhóm tiếp tục di chuyển thêm nhiều địa điểm khác. À, chính là nơi phát hiện hai thi thể trong bê tông. Vâng, trong khi đó theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, hai nghi can đều khai nạn nhân Trần Đức Linh tử vong do nhảy lầu tự tử, tử tại một khách sạn sang trọng ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vì bị ảo giác trong quá trình tu luyện môn phái lạ. Tuy nhiên thì kết quả khám nghiệm tử thi, ông Linh bị bầm tụ máu, lớp da vùng ngực cũng bị tụ máu và cơ quan chức năng cũng nhận định là vết thương của nạn nhân khó có khả năng xảy ra đối với một người nhảy lầu tự tử. tử.